xuất hiện trên sóng truyền hình, cặp mẹ hậu phi con rể Phạm Hiệp và Giang Minh mang đến nhiều câu chuyện hài hước. Một trong những câu chuyện đó có liên quan đến con chó con vật mà Minh rất thích còn bà Hiệp lại rất ghét. Mọi xích mít từ con chó mà ra. Cô thấy nó cưng chó quá, suốt ngày thấy chăm chó, đến độ mà quên mình luôn. Mua đồ ăn cho chó còn sang trọng hơn cho mình, cả trăm ngàn một bị thức ăn. Tết gửi chó đi chơi mà gửi con chó 100 ngàn một ngày, bà Hiệp kể tội con rể. Nhiều lần, mình tưởng mẹ hậu phi ghét chó, mang đầu của nó đi dứt. Thậm chí, chàng trai còn lắp camera trong nhà vì ngại mẹ hậu phi đem cho hoặc bán con chó. Sau khi cưới, hai hậu phi chồng Minh dọn ra ở riêng. Bà Hiệp cho rằng mọi chuyện đều từ con chó mà ra. Thế nhưng, khi lên sóng truyền hình, Minh thế hệ thú thật. Thật ra con chó chỉ là một phần thôi. Bọn em cưng nó như con mà mẹ cũng không vui. Sống được một thời gian rồi, bọn em muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Khi kết hôn mà ở cùng gia đình thì nó hơi bị thoải mái quá. Bọn em cũng muốn ra ngoài để dành tiền mua nhà xem thế nào. Thực ra con chó chỉ là cái cớ tạm thời thôi à, Minh ngượng nghịu tiết lộ. Hốt bôi Hương Yên xích mít dọn ra riêng vì mến chó.